Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, sáng nay mùng 4 tháng 10, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân cùng đoàn công tác đã rời quân cảng Nha Trang đi thăm giao lưu với Hải quân Singapore. Mục đích của chuyến thăm lần này nhằm góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải giữa Hải quân hai nước Việt Nam-Singapore. Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ đến chào xã giao chỉ huy Hải quân Singapore, tổ chức tiệc chiêu đãi, giao lưu văn nghệ trên tàu, thăm và giao lưu văn hóa thể thao với Hải quân Singapore. Trong hành trình trên biển, tàu 286 sẽ kết hợp huấn luyện thực hành đi biển đường dài, huấn luyện thủy nghiệp cơ bản, nâng cao khả năng chỉ huy, thao tác vũ khí trang bị, xử trí các tình huống thực tế trên biển cho học viên đào tạo sĩ quan khóa 64 của Học viện Hải quân. Chuyến đi cũng là cơ hội để các sĩ quan Hải quân tương lai rèn luyện và nâng cao khả năng, kỹ năng hội nhập quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.